Alo, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay là đêm giao thừa 29 tháng 12 năm 2021. Đây, nhà người ta cúng đây, cúng đêm giao thừa. Tết ở Việt Nam mà đa số mà người ta cúng kiến buổi tối, khoảng 11-12 giờ tối. Đó. Có đầy đủ nè, câu dừa đủ xoài, gọi là câu dừa đủ xài. Đó, giờ này người ta ra đường ít lại. Đưa lên YouTube luôn. Đó, nhà nó cũng đẹp ghê luôn á. Lý Hán, kênh Lý Hán quay đưa lên YouTube. Nãy có giống không quay lại nè. Muốn quay lúc nào anh cũng quay được á. Nhà nào cũng đẹp hết, Tết tới nhà nào cũng đẹp hết. Đó, bàn tiệc, bàn cúng đi giao thừa quá đẹp. Đẹp nhất sớm luôn. Nhà rộng nhất sớm, đẹp nhất sớm luôn. Mừng năm mới nha, sức khỏe bạn sự như ý nha. Người Việt Nam đêm giao thừa nhà nào cũng cúng hết. Cúng đầy đủ mâm ngũ quả, thích cúng gì cúng à. Người Việt, người Hoa về cúng cũng giống nhau đó, thích cúng gì cúng. Năm nay hy vọng sẽ làm ăn phát tài, đừng có như năm trước là rồi. Năm trước ai cũng ngán quá rồi. Một sớm em nhanh quay cho quý vị coi. Đây tới nhà của đại gia. Nhà đại gia thường mấy nhà giàu giàu cũng đơn giản lắm. Quý vị coi nhìn quý vị để ý nha. Đó, nhà cũng trước, nhà cũng sau. Nhà nào cũng đẹp á, Tết tới là nhà nào cũng đẹp á. Người ta sửa soạn, người ta dọn dẹp trước mấy ngày rồi. Hôm nay là chỉ có ngồi chơi thôi, chờ đón giao thừa. Còn nhà của em thì cúng, mà nhưng mà cúng ở trên sân thượng hơi cao. Chút nữa em quay cho quý vị coi. Nào cũng đẹp hết. Quay đêm giao thừa. Nhà thờ quay hát viên sớm luôn. Nhà nào cũng cúng đẹp hết. Quay bằng mà cúng đêm giao thừa. Nhà nào cũng đẹp. Thêm
hai chậu hoa. Rồi, để em đi ra ngoài. Quay phim nữa hả? Thấp nhang cũng lên hình nữa hả? Đã à. lên YouTube luôn. Vậy sao? Để lên kênh Lý Hán. Làm YouTube hả? Chuyển nghề làm YouTube hả cô? Làm hết cái gì cũng làm hết. Nhà nào cũng đẹp hết á. Đây là bàn thờ ông Thiên nhà em. Đây là bàn thờ ông Táo nhà em nha quý vị. Nhà em thờ cúng gì cũng đơn giản hết á. Mình có tâm là được. Bàn thờ ông Điểm thần tài nhà em. Năm nào cũng như năm nấy, nhà em cũng đơn giản lắm. Còn đây là bàn thờ, thờ ông ngoại, bà ngoại nhà em. Đơn giản lắm nha quý vị. Quý vị đừng cười em nha. Pháo hoa này là ở nhà người ta tự đốt á quý vị.
cảm ơn tất cả quý vị đã xem video nha. Quý vị thấy thích nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.